sáng cho mình á là anh Khanh. Là mình cảm ơn anh Khanh rất là nhiều luôn. Mình lấy xe về chạy về quê anh em mấy tiếng hồ để chở bà nội đi. Mừng quá con à. Bà mừng gì mà bà ngủ không được mà. Ở đây á chiều qua đây chiều bà ngủ không được, mừng quá. Chở đi bi lớp. Anh em nào xem clip lâu biết nhà này của mẹ mình à. Mẹ mình hồi xưa với mình ở nhà này mà giờ hết rồi, mẹ mình ở bên kia rồi. Mày kêu tao qua đây làm gì vậy? Mở cửa nhà này lấy giấy tờ nhà. Mình đi vô trong nhà nè anh em. Nhà này giờ không ai ở, dọn đồ được ra hết rồi. Kêu tao lấy giấy tờ nhà này làm chi? Để bán. What? Bán làm gì? Bán con mua xe. What? Ủa mày ghẹo mình quá anh em. Nhìn giống giả vậy. Siêu thiệt không ta? Giỡn hoài mẹ. Giỡn tao hả? Không, con mua xe để con bia. Con đầu tư kênh Lay TV phim. Mốt con trả mẹ gấp đôi luôn. Mày làm phim gì? Con làm phim Nhật. Giỡn coi. Ui lỗi camera trước đẹp lắm nè mẹ. Mẹ. Mẹ mình giận rồi anh em. Thế mình tắt camera, mình có bàn với mẹ mình rồi. Thì mẹ mình đồng ý. Gì đồng ý? Thì cái chủ đề này mình định làm là ý tưởng là bán nhà mua xe. Mà mẹ mình không có đồng ý thì thôi để sau. Mình up cái đoạn lên trước. Rồi chứ đạn này úp gì? Khỏi úp hết trơn. Nãy giờ mày làm liếc úp cho khán giả xem hả? Chứ con đâu rảnh con quay làm gì. Thì không sao đâu, con làm chủ đề khác, con kiếm chủ đề khác con làm. Con thấy ý tưởng này cũng ghê quá à. Ai mà đi bán nhà mua xe, con làm chủ đề khác cũng được. Nó kiếm cái chủ đề câu view hơn. Mẹ mình đồng ý, anh em mình cảm động quá. Mà không để mình suy nghĩ lại coi chủ đề này thấy đầu tư quá. Biết có nên làm không? Giao tiền rồi anh em, mình ra mình lấy xe. Hôm nay là kỷ niệm là chiếc xe đầu tiên mình mua. Và người bán cho mình á là anh Khanh. Là mình cảm ơn Khanh rất là nhiều luôn. Đây là xe của mình đây. Mới lấy xe này mình cũng biết cách điều khiển sao anh em. Nói chung là ngồi phía trước là phải thắt dây an toàn để mình lấy dây. Gì vậy? Ơi lộn. Ủa cái dây ở đâu vậy tao? Khanh nè, bên hồng bên con á. Thôi ba tập trung lái đi. Rồi mình về mình tập lái từ từ sao. Chắc cỡ năm sau là biết lái. Nên mình có hẹn bạn mình rủ đi cà phê anh em. Mà nó chưa biết mình mua xe. Để xíu nó tới mình cho nó chơi anh em. Những cái nhà này rất là đẹp, xíu mình sẽ chụp vài mô hình ở đây với chiếc xe. Ủa lúc nào mày cũng cầm máy quay vậy hả? Làm kỷ niệm ông ơi, quay làm kỷ niệm. Rồi giờ uống cà phê ở đâu? Đi bằng cái gì? Ủa rồi chiếc AB mày dựng đâu rồi? Giờ tao đâu chạy AB, nó chạy AB rồi. Đừng nói đi bộ nha ông nội. Tao thấy mày không được rồi nha. Đi AB, đáng lý ra tao phải lên SH chứ sao đi bộ luôn. Để ai có mơ từ từ tao lên. Đúng, những xe đẹp dữ mày. Xe người ta mắc tiền lắm, phá hư sao mày? Tiền đâu đền? Đâu mình test xíu chụp hình. Có cái để test máy quay luôn nè. Đú. Rồi nhẹ thôi, coi chừng chày của ta nha ba. Ngỡ hư tao chạy trước rồi tao chịu trách nhiệm. Rồi thôi gì đâu. Ừ. Trời ơi, chém quá luôn. Dễ đâu vậy? Trời ơi ba, cái người ta gửi xe ở đây hả? Thì một ảnh cửa đẹp là đứng chụp hình tao cái đi. Hư xe mà. Đú đi của mẹ. Dạ, có gì tao chỉ cho em nha. Tốt đâu tao sợ người đó. Bớt lại đi. Hồi đó mày đi xe máy mà giờ còn đi bộ nữa. Giờ còn phá xe người ta rồi bớt lại. Tao quay xíu hồi 5 phút test máy quay luôn. Má clip này tao mạng rồi chá. Ui. Mở cửa lên vậy nè ba. Trời ơi, lần đầu tiên tao thấy luôn á. Mà thôi đóng cửa lại đi đó, người ta phát hiện. Người ta phát hiện mở cửa lên kỳ quá. Má tôi vô gọi luôn. Xe tao tự sướng luôn. Trời ơi, thôi đi ra. Tao chửi bây giờ. Người ta tới á, tao nói là xe anh quên khóa này, thấy ai mở cửa xe anh á. Em đứng đây em canh, em sợ người ta lấy đồ anh này nọ. Cực kỳ thuyết phục. Thở máy mày quay đừng có làm hư xe người ta thôi. Coi chừng chày của con ta nha ba. Thổ. Tao selfie có con tắm à, nãy mày còn chui vô xe người ta được mà. Thôi vậy mở hai cửa lên đi, tao chụp cho mày selfie mày. Đó đường nội tao selfie cho. Đứng sát vô chụp đi. Đứng này nè. Thôi đứng xa xíu cũng được. Lỡ chủ xe tới nó thấy. Vậy đứng xa xíu đi. Rồi tao chụp cho. Đứng ở đây. Rồi đứng ở đây. Lùi xíu đi cho nó đẹp. Lùi nữa, lùi mạnh lên. Ở trong xe chụp chó đẹp. Thôi mày ơi, cửa tao ra mày ơi. Tao biết mở, tao biết tao biết đóng mày. Thôi đấy, chủ tới sao mày? Khóa rồi, đẩy khóa rồi, phải có chìa khóa mở được. Thôi kéo tao ra. Ê, dũng. Thôi mày mập quá mày dám được đâu. Vô đi ba. Dạ. Mày mở cửa nó ra được, chui ra nó kẹt á, rồi mệt nữa. Ủa tiếng gì vậy? Gì đâu mày sợ mày ơi, cái tiếng đó là giống như chủ xe nó cầm đồ mốt đứng gần đây nó bấm á. Đã sắp tới rồi đó. Ủa gì? Cứu tao coi rồi, lẹ lên. Chào chị.
giải thích tao cái đi. Đừng đợi ai tới nha. Để em giải thích kỹ nè. Cái thằng này á là nó ăn cắp xe chị. Em không có liên quan gì hết trơn á. Nên chị đừng có gọi người bắt em, gọi bắt nó được rồi. Trời ơi, ra đi. Ủa này xe bạn mày hả? Xe vợ tao, xe này xe tao. What? Tướng nó hơi to đó, ra khó thôi, ra đi nói chuyện tiếp. Được không vậy? Ê, cái đó. Cái đó là cái được cái cửa. Nào hồi đi kéo mày ra vậy. Đủ lên đời dữ ta. Ôi ngươi gì vậy? Theo súng giả để chụp hình cho nó ngầu. À, nãy giờ. Rồi tạo dáng yêu bo chụp hình cho. Nice. Rồi rồi bây giờ mình ngủ shipy lại nè anh em. Giờ tụi mình đi kiếm chỗ review uống cà phê đồ review vô đi vô xe rồi đi. Rồi vô ngồi đi review nhanh. Rồi vô vị trí đi. Rồi chuột vô sau cái sau đi. Rồi tôi để tôi chở đi review. Hello cutie pie. Trời lên xe đi nó nhiều quá kìa. Biết lái không vậy bà nội? Years later. Giờ mình sẽ kiếm cách chọc lấy TV chơi. Nè có này. Giờ mình sẽ lấy dép con bé này. Lên nóc xe của nó coi nó phản ứng sao. Ủa đi đâu hả? Đây xíu. À. Ơi nó không nhìn nó đi luôn rồi. Hả? Later. Thằng kia lấy dép em kìa. Trời ơi. Gì vậy? Người ta nói làm 2 tiếng mới xong, để đó cho người ta làm, anh em mình mới bắt cáp về. Cũng hơi xa. 2 hours later. Hơn 2 tiếng rồi, anh em người ta báo xong rồi, bây giờ mình lấy xe mình chạy ra để đỡ đi gáp nữa, đỡ tốn tiền cáp. Quá tiết kiệm, quá thông minh. Ghê chưa? Tới rồi anh em. Chắc người ta làm xong rồi đó. Ủa làm hết nhiêu anh em tính tiền? Của anh là tổng cộng là 5.5 triệu. Ok, cảm ơn. Xong rồi anh em lấy xe đi về thôi. Nani? Lấy xe về thôi anh em. Mà thấy quên gì vậy ta? Hình như đâu quên gì đâu. What? Về thôi anh em. Ủa xe anh để lại rồi, xe máy anh em về. À quên ha. Chiếc xe máy nữa anh em. 24 hours later. Muốn được chạy ngoài đường á là mình phải đi kiểm định anh em. Baby, are you made up of for real? Say can you feel what I feel? Cause I can tell if I'm just dreaming. Mình lấy xe về chạy về quê anh em, mấy tiếng hồ để chở bà nội đi. Ai chào nhà, mày chở tay đâu nữa? Chở đi bi lớp. Quá con à. Bà mừng gì mà bà ngủ không được mà. Ở đây chị ra đây về bà ngủ không được. Mừng quá. Chị đây là đẹp nhất xóm này. Suốt đời nội mới thấy lần thứ nhất nội sống được 10 tuổi. Rồi bà nội nhiêu tuổi rồi? 89 rồi. Trời ơi 89 rồi. Rồi nội ra đi. Chị cái đầu nha. Xe là hơi khó ra. Mà con dép con nè. Mà nó biết rồi. Con dép con đi. Ở đây tao mừng quá tao chạy không. Mừng quá mang chân không luôn. Nó sợ bên đây mắc nó tao. Hên nó còn bận quần áo là hên rồi. Đã tưởng ấy đang tắm chạy ra luôn. Nè mang dép con vô kìa. Đi đá. Con đi đi. Đá đâm chân. Tao đi quen rồi mà bước quen rồi. Rồi nội vô rồi. Thôi tụi mình đóng cửa vô anh em. Khóa xe lại, vô nhà anh em. Hello cutie pie. Nghe tiếng gì anh em? Chắc ở trong nhà ồn mất, thôi mình đi vô. Nani? Mình vừa không? Mình gửi chiếc y tá của mình ở ra gần nhà rồi anh em. Giới thiệu với mọi người luôn, đây cái nhà mình đang ở nè. Nhà này giá trị gấp đôi cái nhà mình mới bán của má mình. Cold pizza Tuesday. I got food up in the fridge. Thôi ý tưởng này khép lại đi, để mình kiếm những cái ý tưởng khác á, quay cho anh em xem ở những tập sau. Ý tưởng nhà này giá trị gấp đôi. Bây giờ mình sẽ bán cái nhà này. Bán cái nhà này giá trị gấp đôi luôn. Để mua một chiếc khủng hơn gấp đôi chiếc xe nãy mình mua luôn anh em. Đam mê bất diệt.